đến thăm gia cảnh của em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Cả đoàn chúng tôi ai cũng xúc động nghẹn ngào. Hình ảnh hai người anh trai của Trà My thật sự ám ảnh tâm trí của chúng tôi. Và nỗi tủi phận của mẹ em lại một lần nữa khiến chúng tôi trào nước mắt. Tôi nghĩ tôi cực và tủi thân vô cùng. Kể có người chồng bên cạnh thì nó không khổ. Có một thân một mình thôi. Nói chung mọi việc đến tay. Điều ám ảnh mỗi người trong đoàn chúng tôi đó là sự hồn nhiên đến ngây dại từ hai người anh trai của My. Anh trai cả của My năm nay đã 35 tuổi, anh trai thứ hai cũng đã 23 tuổi, nhưng cả hai anh đều bị bại não từ khi sinh ra. Tâm trí lúc nào cũng như những đứa trẻ lên ba. Ngặt một nỗi, anh trai thứ hai còn có được đôi mắt để nhìn thấy hình dáng của người mẹ tảo tần thì lại không thể nói được. Còn anh trai lớn, từ lúc sinh ra chưa biết mặt mọi người trong gia đình vì đôi mắt không thể nhìn thấy. Có chăng nói được thì lại ê a suốt đêm ngày. Mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống của hai anh trai đều do một mình mẹ của My đảm nhận. Hầu hết thời gian của bà là ở nhà chăm sóc hai con trai. Sáng ra là phải cho cháu ăn, xong rồi cho cháu đi vệ sinh. Một ngày ba lần như thế, xong rồi là bê cháu đi tắm rửa. Bố của Trà My đã mất cách đây 10 năm. Và 10 năm qua, gánh nặng trên vai của mẹ Trà My đã tăng thêm bội phần vất vả. Khó khăn cứ chồng chất lên khó khăn, mọi chi phí trong sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào ba xào ruộng. Nhiều lúc mệt mỏi, tưởng như chùn chân, bà lại khóc, trong lòng lại day dứt về tương lai của Trà My. Tôi lo chứ cô ạ, bản thân tôi rất lo, bây giờ còn sức khỏe thì còn làm được, bây giờ mai kia già yếu không thể nào mà cho cháu đến trường tiếp được ạ. Gia đình chị Hằng cũng rất nhiều khó khăn trong cái thời gian qua. Chúng tôi thì cũng muốn không những chúng tôi mà các cái nhà tài trợ khác cũng cùng đồng hành để thứ nhất là cũng có một cái về vật chất, thứ hai là có một cái nguồn động viên đối với gia đình chị Hằng vượt qua các cái khó khăn tiếp theo trong cái cuộc sống. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đa phần đều tôi luyện cho mình một nghị lực phi thường, rắn giỏi và trưởng thành sớm hơn độ tuổi. Dù chỉ đang học lớp 6, nhưng Trà My rất nhạy cảm, em dường như hiểu được hết những khó khăn vất vả của mẹ, sự thiệt thòi của mình. Nhìn hai anh không thể vận động được, nhìn mẹ đêm ngày nhọc nhằn chăm sóc nâng đỡ hai anh, Trà My thêm quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho hai anh trai và có thể chia sẻ những nhọc nhằn giúp mẹ. Em ước trở thành bác sĩ lớn lên để có thể chữa bệnh cho hai anh. Em sẽ cố gắng học hành thật giỏi để không phụ lòng các cô chú, thầy cô và mẹ. Điều đáng quý ở Trà My đó chính là nỗ lực vượt lên số phận. Trong những năm học tiểu học, em đều đạt học sinh giỏi. Kết thúc học kỳ 1 lớp 6 vừa qua, em cũng đạt học lực giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Đối với em thì bạn My là một bạn tốt, bạn học tập rất là tích cực, năng nổ. Mặc dù là bạn là học sinh nghèo, nhưng mà bạn là một người biết vượt mọi khó khăn. Dù ai trêu bạn, bạn vẫn không nản chí, bạn vẫn vượt khó. Em là một học sinh rất là ngoan, biết vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Chào mừng quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong lễ trao học bổng, chương trình chắp cánh ước mơ được tổ chức thực hiện tại trường trung học cơ sở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chương trình chắp cánh ước mơ đã có mặt tại trường Trung học cơ sở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu để trao học bổng chắp cánh ước mơ cho em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 6C của trường. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Nguyễn Thị Trà My. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, ông Vũ Tiến Dũng, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp sẽ lên trao học bổng cho em Nguyễn Thị Trà My.
Tôi thấy chương trình này có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không thể để học sinh mà vì cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn về vật chất mà phải bỏ học. Con cảm thấy là rất vui và cảm thấy các cô chú đã quan tâm đến nhà con. Chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.